Marihuan tá hỏa khi biết bị ông xã Trấn Thành hack Facebook. Không chỉ đăng dòng trạng thái mới mà Trấn Thành còn bất ngờ đổi tên Facebook của bà xã Harry Won. Mới đây, fan Harry Won tỏ ra vô cùng hoang mang khi thấy thần tượng bất ngờ chia sẻ đoạn video hài hước cùng với dòng chú thích hoàn toàn không giống thói quen của cô. Thậm chí tên Facebook của nữ ca sĩ cũng bị đổi thành Rerofris thay vì Harry Won như trước kia. Chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân của Harry Won. Điều này khiến mọi người cho rằng cô đã bị ai đó hack Facebook và đăng linh tinh. Ngay khi phát hiện có biến, giọng ca anh cứ đi đi tỏ ra tá hỏa không kém fan. Đồng thời cô không quên để lại bình luận trấn tĩnh mọi người rằng người hack Facebook của mình không ai khác chính là ông xã Trấn Thành. Ôi mẹ ơi, tại chị mất điện thoại nên phải nhập bằng điện thoại của ổng. Chắc ổng không logout rồi, Harry viết. Harry tiết lộ chính chồng Trấn Thành đã hack Facebook của mình. Đọc bình luận, các fan không nhịn được cười trước sự đáng yêu và láu cá của Trấn Thành. Kể từ khi kết hôn, vợ chồng Harry Won, Trấn Thành lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Nếu thấy tin tức hay và ý nghĩa, hãy ủng hộ mình bằng cách share qua Facebook bạn nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những tin hot showbiz tiếp theo nhé.